đắt lắm. Mà hàng đắt lắm hả? Sáng giờ bán đói bụng hen. Dạ. Vừa đã. Xin chào cô bác anh chị các bạn. Em xin chào cả nhà nha. À, trước tiên thì mấy anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào. Hôm nay mình lên trên ba, mình đặt giỡn con ngục thì anh ba anh đi vui, anh vui cưới đất đây, rồi anh nó phụ mình chúc luôn, rồi anh đi vui tiếp. Trên này có ông Tông anh ba ha. Có ông Tông nhiều lắm á. Miệng dính cá ông Tông cũng được nữa. Cá ông Tông kho nghệ dở cơm cho anh ba ăn. Từ nghiệp anh ba mấy ngày nay ốm rồi đó. Chưa. Này là anh xéo ở bên đây phải không? Ừ. Xéo qua xéo lại. Đi không lấy nón, đầu trần luôn rồi. Cánh đồng người ta dọn xạ. À, 6 giờ mấy à. Mình đi cuốn mấy cái giớn với cô ngục về. Không biết có không à. Hôm mưa quá trời mưa luôn. Ít nhiều không có chứ. Có không? Cũng ít nhiều cũng mấy đường nội kho quẹt hay canh chua gì thế anh vậy? Nội kho quẹt canh chua thì chắc cũng là có rồi đó. Nhưng mà nhiều hỏi kho quẹt thì một hai con không được vậy. Bỏ đống muối vô. Trời. Có cục gạch đâu là nó lụm. Nó có lương có gì để coi. Cá sặc hình như nó chết rồi anh ơi. Cá sặc á. Nó thấy nổi nổi lên chắc nó mới chết quá.
về ngâm muối cái làm liền. Về cái ngâm muối làm liền. Lạnh quá. Rồi tới thấy anh Như không ngủ hả? Hồi hộp với dở nhựa hả? Không biết bữa nay có trúng ánh không? Cái này cũng chỉnh nhiều á. Nói không? Kéo lên. Móc lúc gà đi xới đất người ta không có thời gian làm lầm mình luôn. Trời ơi, cá lóc, cá sặc, cá con lươn gì ta lưa chưa kìa. Ui, dạ được, cũng được nè. Lươn lươn nóng. Chắc có canh chua à. Chắc em, nhiều hơn canh chua chứ. Đẩy lên không, anh cầm sóc. Nhiều hơn thằng nóng à. Được ạ. Đầu tiên dở mà thấy ok vậy thì im lên nè. Còn cá rô nữa kìa. Trời ơi, cá rô chết. Cá rô ngủ quá. Đâu vô. Lấy cái vỏ đường cá cũng bự cho bá nè. Cái này không chạy á, chỗ cái em đi ngang cái kia thấy quả nhiều lắm á. Mới hả, mới chết à? Ừ. Thông lương. Cái này không có. Trời, vậy đóng mà hồi qua nói. Nó một súng với con lươn. Con lươn, nó một súng. Chắc không có gì luôn. Sao không có gì hết trơn vậy? Quên ít. Đâu đâu? Nè. Đâu? Thịt bự luôn hả? Em không thấy gì chơi vậy? Nó trong góc á hả? Đó. Ôi. Mày có này nè nhóc hả? Còn sống à? Ừ. Nãy em không thấy con ít. Nó cho ít đây nè. Ồ, con lươn bự, con bự nè. Ôi, cái sặc đâu còn sống rồi nè. Ngắp luôn. Mình thu hoạch được nhiêu rồi? Cũng nhiều rồi. Dắt mình về mình mặn món ăn. Thu hoạch thì cũng bỏ mà. Lương, lương mình cá mình mặn sạch hết rồi. Có lương con ớt gắn một súng. Mấy cái này thì mình nướng cái mình mới kho mắm. Mắm mình có ngay bún nè, xả ớt, miếng thịt ba gọi và huyết, củ hoa, cà, nấm. Gài mưa cái đặt hôm đặt hên gùa trúng mắm chứ thường mình đặt ít khi nào dính lắm. Sao phải nướng anh? Nướng cho lương này nướng em kho mắm mới ngon chứ em. Lương gắn là nướng sơn á. Chứ không phải để thẳng vô nước sôi ha. Thẳng sôi nó tanh đâu ngon đâu. Nướng cái. Gắn lên làm trắng tươi kìa. Ừ. Gắn có trứng mình bỏ trứng. Trứng không ăn. Lương thần nông. Nhỏ là lương thằng nông mà. Đúng rồi, mấy nhỏ này kêu người ta kêu bằng lương thằng nông đó. Đủ loại luôn, cóc luôn. Cái gì cũng có.
vài bữa mưa mình đặt tiếp ha. Ừ. Mình nướng cá rắn mình dặn lửa nhỏ thôi. 107. Rồi chiên thịt chí quyết chút sơn cái. Cái này mình đổ cái này ra. Rất hấp dẫn luôn. Chiên cái mắm cái để cho nó thơm. Tại cái mắm là mình không biết là nó là sao làm cho nó thơm lại luôn. Mình mới dọn cái nước. Nó thiệt là thơm, cái mình cho nước sôi vô nóng vô nóng cho nó đã thật thơm. Rồi mình nhắc xuống rồi mình nấu nước sôi cái mình dạo mắm. Điền xả ớt mình cho vô luôn cái một luôn. Dạo mắm vô luôn. Đúng rồi, dạo mắm vô luôn, mình nêm luôn. Tại cái nước này sôi rồi. Lấy lươn với gắn ớt rồi ra được rồi, cá lóc kiếm đủ loại luôn, kính thưa các loại luôn. Đường, bột ngọt, hạt nêm, mắm thì nó mặn à, mình không có xài muối. Chào mọi người, qua cháu mình sớm thì đi ra chợ bán buôn ngoài chợ, giật này về phụ mình. Đây cháu mình bỏ hũ qua với lại nấm với cà vô cho nó chín. Đấy luôn, ở trên vậy. Đó. Sôi lên là chấm. Nó phải chịu mà. Đúng rồi. Em làm cho nè. Ừ, làm đi em. Mai đi Sài Gòn hả Phượng? Dạ, mai con đi Sài Gòn. Có bao nhiêu ngày mới về Phượng? 10 ngày con mới về cậu. À 10 ngày hả? Dạ. Chừng nào về gọi cho cậu. Dạ. Này bỏ vô nha anh ha. Em bỏ ít cá vô rồi, bỏ cái ít thôi. Lương cá ớt rồi. Bỏ cái ít ít thôi. Phượng có ăn cá không? Gắn bông súng á Phượng, gắn nó ngọt lắm á. Con gì con cũng ăn. Con gì cũng ăn. Bỏ cá vô. Có lon con tán là ăn không được. Thấp xuống em, thấp xuống nhảy. Dạ, nhảy chết rồi còn nhảy nữa. Ừ. Được rồi, được rồi, được rồi. Mỗi nhiều quá ông không kịp cái nó gã đó. Đây cái sặc nó màu chín lắm. Để cho nó chín chút đi. Đó.
rồi cho miếng huyết, miếng thịt heo vô nữa. Quá sức cái nồi. Quay qua mình đây để miếng thịt vô. Đúng rồi. Đó. Cháu mình ngày mai đi Sài Gòn rồi, tầm 10 ngày nữa mới về. Khi có mấy anh em vô hay comment nói vô ra nhưng mà thật chắc thì mình kênh mình cũng rất là nhỏ, thì có anh em con cháu thì rảnh thì vô làm clip chung cho nó vui thôi, chứ cái doanh thu mình cũng rất là thấp, thì cũng anh em cũng phải đi làm kiếm thêm thu nhập, chứ mình thì cũng không lo được hết cho anh em cuộc sống của anh em, gia đình con vợ con lúc hết trơn á, thì mình cũng không hỗ trợ được phần nào hỗ trợ. Đồ ăn xong xuôi hết rồi, mình xin tổng mời cô bác anh chị các bạn ăn bún nước lèo với gia đình mình. Em mời cô chú anh chị dùng bún nước lèo với gia đình em nha. Mời cô chú anh chị ăn bún nước lèo với em. Cháu mình thì mới vô thì cũng còn nói chuyện cũng còn hơi ngại, có điều chi sơ sót thì cũng rất mong cô bác anh chị các bạn thông cảm cho cháu mình. Rồi con nặng rồi mà. Quá sáng rồi. Sao hấp dẫn luôn. Lương ớt nè, ớt nè, đầy đủ hết. Ngon. Để vô cái chén muối nè, thích được. Quá sức. Lương biết cái tánh kỳ cục rồi, chưa mới trộn trộn mà nuốt nước miếng ực ực kìa. Ừ. Cái tánh nó kỳ cục vậy đó. Có tâm hồn mà uống vậy. Có tâm hồn vậy uống. Mở con kêu cậu làm nước lèo lâu lắm rồi đó nè, tại vì cậu chưa có thời gian làm á. Rồi sáng cậu buông chỉ bún chà bá vậy kêu ít nè Phận. Đúng rồi, đói con mắt. Đói con mắt. Mắt bự hơn cái bụng. Ừ, bự hơn cái bụng. Mình thèm á, thấy gì cũng ít hết trơn á. Còn lúc mình no giờ có ít cũng thấy nhiều nữa. Rồi sáng á, tính biết gì không ăn bánh mì nữa. Cái nước lèo này quá hấp dẫn luôn rồi, đầy đủ đồ này hết. Nó ngọt quá anh ơi. Ngọt hả? Chấm một cái muối ớt kìa ha. Nước ớt rồi. Ăn ớt vô cây cây mới ngon. Bụng gấp khúc lương ăn lên. Có lương này chỉ có con với con à, lương bự nè, gương gắn cái ớt thì con ăn nào gắn gì? Gắn bông súng, gắn là ngọt lắm á. Gắn bông súng ăn cho đẹp da. Con thích ăn cái nào ăn? Cái con gương bự rồi, núp rồi. Nè nè. Ăn đó. Đó. Đây lương mợ con không ăn. Dạ. Cứ ăn đi. Cá lóc ăn, cá kê không ăn. Kỳ vậy. Cá lóc thì ăn, mà lại phải ăn nữa chứ. Cái lắc thịt không. Quá sức cái nồi. Nước ớt. Mình mở bên đây nè cậu. Ừ, thấy còn ha. Ừ. Chưa. Quá lẹ cái nồi lương. Chà, cái tô anh hơi mặn à. Đó, anh chắc chanh như là nó hết mặn em á. Mặn mồi á lộn. Mặn mồi chứ không phải là mặn cát, mặn mồi á. Mặn mồi á. Đó, bắt cái xả ra cái. Quá sức. Trộn gạo lên ha. Nóng vậy mới ngon. Ừ. Mà nóng quá thì ăn nó nóng miệng quá. Nước lèo ăn nóng thì mới ngon. Ừ.
ngọt, bớt ở được ngọt. Mở quán bún được rồi. Ừ. Ngon không? Bán bún được à? Ngon mà mở quán bún cho mở bán được rồi. Cậu nấu mở bán. Con giúp thêm tôm nữa nha. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. Cái chặt lại mau chín bởi mình bỏ vô sau. Cái bỏ lâu trước là nó sẽ gã luôn. Cá lương rồi, nóc luôn Phượng. Ếch nữa kìa. Có ếch có cóc luôn á Phượng. Dính con nào là cậu làm con đó. Không than nào. Hôm qua ngon không? Hôm qua gấp ra trước rồi. Để hồi cái nóc ăn không nổi. Hôm qua cả nói 4 phút leo rồi đi không nổi. Rồi thấy cái dĩa thôi, bún không hết hầu không? Quên đủ nè. Anh muốn ít quá vậy. Cá sạch nó nóng ngon quá ngọt. Ừ. Cá bóng nữa. Bóng kim nè, bóng dừa. Nói chung những con nào là bóng lá. Mai mốt á. Mưa rồi nước lớn á, mua sợi đi, sợi dây á Phượng. Dạ. Cá bóng dừa. Trời ơi. Cá bóng dừa có làm nhiều món ngon lắm à. Cá bóng dừa giờ mắc lắm em. Ừ. Ở ngoài chợ nó mặn sẵn á, như là ký 16 không Phượng? Con không biết nữa cậu. Dạ. Mà lâu rồi con không có mua. Mới mất á. Cá vừa mà cực thế mà. Nó trà nó dễ thật á. Sống là nó bán 120, 121 rồi. Ừ. Đúng rồi. Làm cực thế mồ á. Wow. Cậu tính bẻ ra cho con thôi. Hai con cháu mình ăn. Con ngắm con súng này khó kiếm bự gì lắm nghe. Bây giờ khó kiếm lắm á, nó ngọt, dữ lắm ngọt á. Con súng này tên nước tươi á, ăn ngọt lắm. Có tên mà nó bự bự chút. Ừ. Cầu hàng xã. Có ừ. Có hai chồng kia, anh đó, ảnh tuổi con rắn. Vậy giờ rồi, ổng la vợ ảnh cái gì á. Ừ. Cái vợ nói, bởi vì con rắn mà, hung dữ, con hổ mà. Cái anh nói vợ chồng vậy đó. Cái chồng nói, đâu có, anh gắn bông súng, anh hiền lắm. Mà không biết có hiền không ta. Ông xuống gắn gì, ông xuống là hiền hả? Ừ, lô cắn đâu. Hiền chi? Ông nói đâu có anh gắn ông xuống. Ăn hết bữa cơm luôn quá. Bún nước lèo này nè, ăn phải có cà cay vậy nè Phượng nha. Dạ. Ai có ăn cay được cũng ngon. Bữa gắn này nó ngọt vui. Ngọt dữ lắm á. Có một chút người ta dèo cái ta nấu cháo cũng ngon. Không. Đi xong cá đồng. Ăn còn thêm nấm nữa, nấm nấm rơm á. Ừ. Bỏ vô nữa. Đúng rồi. Nó ngọt. Cá còn nhóc kìa.
Trái còn nhấp luôn á chứ không để vô hết á, để vô hết ngọt dữ nữa. Có nhiều ăn hết gã uổng. Em còn cái đùi ớt để ngoài gì nữa. Ừ. Gã mà. Ừ. Đi cấp. Ngọt rồi. Ăn đổ mồ hôi luôn. Ừ. Tốt hơn hả? Này bệnh bệnh mà cảm cảm á, ăn nồi này là hết bệnh hết gì luôn. Nằm nhịp giò luôn à. Chút mưa quá. Trời là mưa nữa. Ngon rồi. Ngon hả? Ngon hả? Ngọt lắm á. Mà không biết ăn hả? Không ăn lương gắn không ăn rồi giờ không ăn lương gắn cá chê cá chạch từ cá kèo đồ không ăn lương thì con cũng ăn thôi chứ con không thích ăn không mà là gắn lại thích quá mà mốt rồi tới chúa cậu dân lưới một cái hả lúc trước cậu dân lưới mà gắn nước nửa một tay nữa một tay nè lần mấy ký á rồi đó đâu biết thường biết ăn nha cậu có nè ở bữa nhào con chưa ngon không thích ăn bữa nào con mới có không biết có hả ừ. À, theo cái cảm nhận của con cậu nấu món bún nước lèo vậy ăn có ăn sao Phượng thấy ngon bởi con nói cậu mở quán bán được dạ, ngon hả ngọt ngọt hả với lại nấu cá đồng của mình cậu ăn nó ngon hơn cá nuôi chứ cậu mở quán bán đi cho mở quán rồi thích lại tinh thần cho cậu hay là nó dạ. Thật lòng nó nói thiệt lòng mà ăn dạ. Hai tô luôn cậu thấy không ok con ăn rồi mà còn dùng nhất hai tô à, cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mình à, mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều sức khỏe xin chào em bye bye.